Nhiều quốc gia đóng cửa biên giới trong cuộc chiến chống dịch COVID-19. Malaysia đóng cửa đất nước và cho học sinh nghỉ hè sớm. Lào tạm đóng 10 cửa khẩu, trong đó có 6 cửa khẩu tiếp giáp với Việt Nam. Trong khi đó, thì Tổng thống Indonesia Joko Widodo khẳng định là sẽ không áp dụng giải pháp phong tỏa đất nước hay là bất cứ địa phương nào trong số 34 tỉnh thành nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19. Nga, Pháp, Hungary và Canada thì cũng đã đồng loạt đóng cửa biên giới đối với người nước ngoài. Nhiều quốc gia đóng cửa biên giới trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, Malaysia đóng cửa đất nước và cho học sinh nghỉ hè sớm. Lào tạm đóng 10 cửa khẩu, trong đó có 6 cửa khẩu tiếp giáp với Việt Nam. Trong khi đó, Tổng thống Indonesia Joko Widodo khẳng định sẽ không áp dụng các giải pháp phong tỏa đất nước hay bất kỳ địa phương nào trong số 34 tỉnh thành nhằm ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. Nga, Pháp, Hungary và Canada cũng đã đồng loạt đóng cửa biên giới